Hello, xin chào tất cả các anh em, chào mừng tất cả các anh em đã đến với VidaShop. Và trong video clip ngày hôm nay thì VidaShop xin review cho anh em một sản phẩm cũng tương đối là mới ở bên VidaShop mình. Thì đó là bạch lửa Long Phụng bánh xe nằm ngang. Đây anh em có thể nhìn tất cả các chi tiết. Bạch lửa này là bạch lửa đu bông, thì bánh xe nằm ngang đây. Anh em có thể nhìn thấy từng đường khắc rồng rất là kỹ xảo của bên nhà sản xuất. Ở phía dưới là chỗ bơm ga. Bạch lửa này là sử dụng bằng đá và chạy bằng ga anh em nha. Đó anh em nè. Thì ở đây là chỗ ga to nhỏ thì anh em chắc cũng đã biết rồi. Phía mặt sau là hình đuôi chân của anh rồng. Đây là đầu. Đó. Thì bây giờ mình xin test cho anh em xem cái sản phẩm này luôn nha. Thì cái sản phẩm này là tương đối là đẹp, cho nên là chính vì vậy bên shop hiện tại cũng còn rất là ít, mà mỗi lần mà chờ hàng về thì cũng tương đối là khá lâu. Cho nên chính vì vậy anh em nào mà mua hàng á thì vui lòng để lại số điện thoại, thì khuyến khích thì bên mình sẽ liên hệ tư vấn trực tiếp sẽ dễ hơn là anh em inbox cho shop. Thì nói chung cách nào cũng được, anh em muốn đặt hàng nhanh thì cứ liên hệ qua cho shop, hoặc là để lại số điện thoại thì shop trong vòng 24 giờ shop sẽ quay lại tư vấn cho anh em. Thì hiện tại sản phẩm này bên shop đang giảm giá 30%, là còn 159.000. Anh em nào mua hàng vui lòng để lại số điện thoại, họ tên và địa chỉ, thì trực tiếp bên chăm sóc khách hàng bên VidaShop sẽ liên hệ tư vấn cho anh em. Giảm giá 30% chỉ còn 159.000 thôi anh em nha. Thì ngoài cái việc mà nó sang trọng ra thì mình rất là thích cái tiếng kêu tinh tinh của đu bông anh em ạ. Đó anh em nghe không? Đảm bảo anh em mà mang cái con này ra quán cà phê thì bật cái tinh tinh lên thì ai đảm bảo ai cũng sẽ nhìn. Mình dám chắc anh em là cái đó luôn, thu hút mọi ánh nhìn luôn. Vâng, video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em đã xem video.